Đại học Đà Nẵng vừa có công văn thống nhất kế hoạch triển khai học trực tiếp của các trường thành viên trước và sau Tết Nguyên Đán. Theo đó, trước Tết Nguyên Đán, các trường đại học bách khoa, đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật tổ chức cho sinh viên đến trường, bao gồm các sinh viên đang ở các địa phương khác ngoài Đà Nẵng tham gia thực hành, thí nghiệm, đồ án. Riêng đối với khoa y dược, viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, sinh viên có thể đến trường học lý thuyết với lớp quy mô nhỏ đảm bảo quy định phòng chống Covid-19. Trường Đại học Kinh tế được tổ chức các lớp học lý thuyết tập trung đối với sinh viên năm nhất đang ở tại Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng cũng yêu cầu tất cả các đơn vị phải có phương án tổ chức học tập trung cho tất cả sinh viên ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong điều kiện bình thường mới.